mạnh mẽ, ngang tàn, không ngại va chạm, ngông cuồng. Anh là một chiến binh mà bất cứ đối thủ nào cũng khiếp sợ. Khuôn mặt lạnh lùng, rắn giỏi, nghiêm nghị, không đổi sắc mỗi lần ra sân. Với các Manusian, anh vẫn mãi là huyền thoại, là người đội trưởng tài năng, là thủ lĩnh oai hùng, mạnh mẽ nhất của MU. Roy Keane, đơn giản anh sinh ra để làm thủ lĩnh.